này có một cái sẹo rồi đen đấy. Lần trước thì mình đã xử lý cắt sẹo một lần rồi, cắt sẹo và tiêm PRP trực tiếp. Và hôm nay thì mình sẽ còn một vài cái vùng sẹo lõm mà nó vùng này cũng bên này cũng khá là ổn em ạ. Vùng này nó lên cũng nhiều lắm, nó lên được khoảng 50% rồi. Có những vị cái này lần trước nó rất là lõm này, cái này nó phẳng lắm. Hôm lần trước là có bạn Thảo, bạn này đi cùng với anh. Đây có cái này, cái này đúng không? Đau em? Không. Và bây giờ tôi sẽ dùng cái kim Noco này, tôi tách cái đáy sẹo này, có một cái sẹo nó sót mình trước này, tách nó chưa hết. Anh sẽ làm cho em đẹp được, yên tâm. Vâng. Thì đấy là nhiệm vụ của anh, sứ mệnh của anh là làm cho em đẹp. Còn đẹp rồi mà không có bạn trai thì không phải lỗi của anh. Là lỗi của anh. Cũng là lỗi của anh. Đúng. Đẹp rồi mà không có bạn trai cũng là lỗi của anh. Không yêu em, tức là đấy là lỗi của anh. Nghỉ ngơi cho bạn dịch lên này thì mình sẽ phải dùng cái phương pháp là RF vi điểm. RF vi điểm để chúng ta sẽ kích thích cái vùng sẹo lần trước của chúng ta, cắt cái sâu ấy để cho nó tăng sinh kích thích vào cái collagen, gọi là cảm ứng collagen để nó đẩy lên. Thì RF vi điểm đây là được. Anh sẽ tìm hơi mạnh đấy nhỉ. Nhưng mà em sẽ nhớ mãi cảm giác này. Cảm giác là lần đầu tiên. Đau mà lại còn mất nhiều máu. Đau. Nói xong cái này nó kích thích tăng sinh collagen đấy. Nó có vừa cái kim nó đâm tạo thành tổn thương và nó vừa có cái sóng RF. Cái ánh sáng này là nó chỉ cho mình biết dấu hiệu nó phát xung thôi. Cái sóng mình không nhìn thấy được. Cái sóng RF ấy, không thể nhìn thấy được. Là thu nhỏ lỗ chân lông luôn, trở nó ra. Xong hết chạy chứ một tháng là một lần. Trời ơi, bao giờ mới già. Không đau à? Thật, đau không? Không đau. Không đau. Lần đầu làm mạnh thế, chảy máu mà không đau. À, ok. Cái này có thể hơi đau hơn nữa. Nó không, cái này nó không đi đến xương đâu, nó tê tí là được. Một lần nó tê nó không đủ. Nó phải làm nhiều lần. Cái RF nó phải làm nhiều lần để cho nó tạo được nhiều tổn thương trên bề mặt, cộng với lại là cái sóng RF nó đi xuống nhiều hơn để nó kích được collagen. Còn làm một lần thì nó không có hiệu quả, không được đâu. Đấy, nó phải làm nhiều và buộc và tất cả các trường hợp mà điều trị sẹo lõm thì phải chảy máu. Nên là cái kim, cái kích thích nó phải đạt được qua cái màng đáy. Khi sử dụng cái máy RF này thì các bạn sẽ chú ý là các cái vùng da, các vùng diện tích trên khuôn mặt chúng ta thì không phải chỗ nào nó có cái nền cứng như là cái xương gò má đâu. Nên là nếu mà ở vùng xương gò má này thì chúng ta dễ làm hơn. Chỉ cần là ấn mạnh và giữ chắc cái đầu này thì cái kim nó sẽ đi xuống được. Tuy nhiên ở vùng dưới gò má hay là những vùng hõm má thì hầu như rất là khó. Nên là khi vậy chúng bạn, các bạn sẽ phải kéo cái da nó dịch lên một chút thế này, chia đôi ra một nửa thì khi chúng ta làm nó sẽ kéo lên như này đấy, và dí vào cái phần xương gò má phía dưới, lấy cái lần xương gò má phía dưới làm cạnh thì nó sẽ đi vào được, thì nó sẽ gây ra tổn thương được. Còn nếu không thì cái kim nó rất khó đâm vào da. Chỗ này thì có thể tì ra cái chỗ cái vùng xương góc hàm phần trên. Đó. Còn nếu vùng dưới này chúng ta lại kéo xuống một chút. Dưới này nó có xương gàm dưới này. Kéo xuống như này, chúng ta tì như này. Đó. Nhưng bạn này thì không làm gì đấy, không có sẹo. Mình chỉ nữa các bạn làm đây thôi.
Rồi bây giờ thì sau khi mà làm RF xong, tức là tích thích bằng cái đồ RF vi điểm, đồ kim mà đồ sóng RF nhiệt, thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái dung dịch chất tăng trưởng này, cái PRP đã được hoàn hóa xong ấy, sẽ tiêm trực tiếp vào cái đáy sẹo và tất cả cái vùng mà mình vừa kích thích xong, để cho nó nuôi dưỡng cũng như là kích thích tăng sinh cái mô collagen ở dưới cái đáy sẹo lên. Đó. Nếu bạn thấy video này có ích với ai đó thì hãy giúp tôi chia sẻ nội dung video này. Chúc bạn thành công. Đừng quên subscribe kênh của bác sĩ cũng như là bấm một nút chuông bên cạnh để mỗi khi mà có video mới nhất thì bạn sẽ là người nhận được và xem sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ Ninh. Xin chào. Bye.